Tập 28. Thẩm viện trưởng, tình hình sao rồi? Có lẽ lãnh đạo không hề xem được tài liệu tôi đưa. Tối qua suýt chút nữa, cục cảnh sát bí mật xử tử phương đội trưởng và tiểu đồng. Nghiêm trọng thế sao? Vậy họ sẽ dẫn ra tới bất kỳ lúc nào? Tôi đang lo chuyện này đây. Lão Quý, anh có liên hệ được với đảng Cộng sản địa phương không? Không. Cô bị cảm sao? Không sao. Tôi phải mau chóng sắp xếp lại một phần tài liệu, ngày mai đưa tới Trùng Khánh. Tôi không tin lần này không gửi được. Thẩm viện trưởng, cô phải chú ý sức khỏe. Thế này, tôi đi gọi bác sĩ Giả qua đây lấy thuốc cho cô. Cảm ơn anh. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Được. Đại đội trưởng, nghĩ gì thế? Trời mưa lớn thế này, ngủ vẫn là tốt nhất. Tối qua cả đêm anh không ngủ. Đột nhiên tôi nghĩ ra chuyện tối qua. Thực ra bọn họ đang lừa chúng ta, không muốn giết chúng ta thật. Đám ngu này, bọn họ xem thường chúng ta quá đó. Vậy chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa? Không chắc được. Nhưng chắc chắn tổ chức sẽ toàn lực cứu chúng ta. Quân Di cũng sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Cứu chúng ta kiểu gì? Tôi đoán Quân Di sẽ đi tìm đồng chí Đặng Vĩnh Siêu. Cô về trước đi. Thẩm viện trưởng, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thẩm viện trưởng đã đỡ hơn chưa? Ép được cô ấy uống chút thuốc, cô ấy liền đuổi chị ra ngoài, không cho chị vào. Nói vậy, đến cơm tối, chị ấy cũng không ăn. Cô ấy cảm nặng lắm, sốt luôn rồi. Cô ấy không cho chị vào, ở đó ra sức giết. Chị Giả Vân, thẩm viện trưởng hiện giờ nôn nóng như thế. Liệu có phải phương đội trưởng và tiểu động đã xảy ra chuyện gì? Chị ấy phải đi cứu họ đúng không? Đúng. Em đừng sốt ruột, viện trưởng Thẩm sẽ tìm cách. Chị Giả Vân, chị nói xem lần này thẩm viện trưởng có thể cứu họ ra không? Em biết lần này e rằng không cứu ra được rồi. Lần trước em vào nhà lao thăm tiểu đồng, anh ấy còn không nói lời từ biệt với em. Anh ấy nói anh ấy ở thế giới khác chờ em. Chúng tôi gặp nhau ở đó, không chia xa nữa. Thời gian gần đây, tối nào em cũng nằm mơ. Em luôn mơ thấy tiểu đồng. Anh ấy bị bắn chết. Cả người anh ấy đều là máu. Mở mắt trừng trừng nhìn em, liên tục rơi nước mắt. Chị Giả Vân, thật sự trên đời này không ai tốt với em hơn tiểu đồng. Em thật sự thích anh ấy. Nếu anh ấy chết, em sẽ chết cùng với anh ấy. Nếu anh ấy đi, em cũng đi cùng với anh ấy.
Không sao, nhất định họ sẽ quay về. Sẽ về thôi. Đóng cửa lại. Anh, chuyện gì thế? Hôm nay nghe Cao Điên nói trại trẻ mồ côi chúng ta có hai đứa trẻ. Bố đứa trẻ này là quan cấp cao trong chính phủ đảng quốc dân. Khi đó có phải em cũng nghe thấy không? Có nghe thấy. Anh cảm thấy quan cấp cao trong chính phủ đảng quốc dân này chính là bố chúng ta. Bố chúng ta là quan cấp cao, còn là ở đảng quốc dân. Nói không chừng là đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản. Bọn họ bắt chú Phương và chú Động, thực ra là muốn tra ra hai người chúng ta. Chú Phương và chú Động vì chúng ta đã chịu khổ không ít. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu họ ra. Nghĩ cách gì? Chúng ta tự mình tới Trùng Khánh. Tới Trùng Khánh làm gì? Tìm bố chúng ta. Bất kể tìm được bố hay không, cũng phải cứu được chú Phương và chú Động ra. Trùng Khánh to như vậy, đi đâu tìm bố đây? Không phải mợ chúng ta ở trường trung học Nam Khai ở Trùng Khánh sao? Chúng ta đi tìm mợ, không phải sẽ tìm được bố sao? Được, anh, lúc nào thì đi? Tối nay đi luôn. Tối nay đi luôn sao? Đúng, đi luôn tối nay. Dừng. Thẩm viện trưởng. Lộ ra mã lực không thấy đâu nữa. Sao lại không thấy chúng? Sáng nay tôi thức dậy đã không thấy chúng nữa. Đưa tôi đi xem. Ai biết Lộ Gia Mã Lực đi đâu không? Không biết ạ. Không biết. Họ không để lại gì sao? Không có họ để lại bức thư cho con, bảo con giao cho mẹ. Sao không đưa ra sớm? Mẹ Thẩm, chúng con tới Trùng Khánh tìm bố, cứu chú Phương và chú Đổng. Trời ơi, cái gì? Anh nói Lộ Dao và Mã Lực chính là hai đứa trẻ cảnh sát đang tìm sao? Đúng thế. Dạ vâng. Không phải cô cũng biết từ lâu rồi chứ? Lão Quý, anh và Lão Phu được thật đó. Không coi tôi là người mình quá đó, giấu tôi lâu như thế. Thẩm viện trưởng, mong cô hiểu cho, đây là kỷ luật của chúng tôi. Tôi hiểu. Nhưng tôi càng bái phục kỷ luật như sắt này của đảng viên đảng Cộng sản các anh. Tối qua tôi đã chuẩn bị xong toàn bộ tài liệu. Chút nữa tôi sẽ xuất phát. Thẩm viện trưởng, tôi lo cho sức khỏe của cô. Bây giờ cô cần nghỉ ngơi. Không sao, không thể chậm trễ được nữa. Rất có thể Cao Tổ Tôn sẽ chó cùng dứt dậu liên quan tới hai mạng người Lão Phương. Điều quan trọng nhất bây giờ là vẫn phải tới Trùng Khánh, lập tức tìm hai đứa bé đó. Vậy Thẩm viện trưởng, cho tôi đi cùng cô. Trên đường có thể chăm sóc cho cô. Nói không chừng còn giúp được gì. Không cần đâu, cô ở nhà cùng Lão Quý chăm sóc cho bọn trẻ. Thẩm viện trưởng, để bác sĩ Giả đi cùng cô. Ít nhiều có thể chăm sóc cho nhau. Ở nhà có tôi. Vậy cũng được. Vậy chúng ta mau chóng xuất phát, tranh thủ tới Trùng Khánh trước trời tối. Đi. Đi. Alo,
chuyện đến đặc phái viên Cao giúp tôi. Anh, em đói, đi không nổi nữa. Chúng ta phải tìm cách kiếm chút đồ ăn. Có cách gì? Tìm bánh bao. Hay thế này, chút nữa anh chờ bánh bao, chắc chắn bọn họ sẽ đánh anh. Nhưng lúc bọn họ đánh anh, em ăn một khay bánh bao chạy đi. Anh không sợ bị đánh sao? Đánh thì đánh mấy cái thôi, cũng hơn là chết đói. Nhưng em không dám. Có gì mà không dám, cẩn thận chút là được. Chút nữa em chờ anh ở chỗ ngã rẽ ngõ đó, anh đi xử lý. Em mau đi đi. Vậy em qua đó nhé. Mau đi đi, cẩn thận đấy anh. Bán bánh bao đây, Tiểu Long Bao Thiên Tân. Trộm bánh bao. Thả bánh bao của tao ra. Thả ra. Thả bánh bao của tao ra. Tao đánh chết mày. Đánh chết mày. Nhả bánh bao của tao ra. Nhả ra. Đánh chết mày. Mau nhả bánh bao của tao ra. Nó cắn tay tôi. Thằng ranh. Trộm bánh bao của tao. Còn cắn tao. Đánh chết mày. Thằng ranh. Cắn chết tao rồi. Thằng ranh. Mau quay về. Trong bánh bao. Anh qua đây. Mau, ăn bánh bao. Nhanh, ăn đi. Anh, sao anh bị người ta đánh thành thế này? Chảy máu mũi luôn rồi. Anh không sao, em mau ăn đi. Ăn đi. Anh ăn đi. Em mau ăn đi. Anh không ăn, em không ăn. Được, anh ăn. Ngon. Anh, chúng ta đi. Thẩm viện trưởng chắc chắn sẽ tìm chúng ta khắp nơi. Chắc chắn mẹ Thẩm sẽ rất lo lắng. Anh biết, lần này chúng ta ra ngoài không phải làm loạn, là để cứu chú Phương và chú Đổng. Chú Phương và chú Đổng bình thường tốt với chúng ta như thế, vì chúng ta suýt nữa mất mạng. Giờ còn vì chúng ta mà ngồi tù, chúng ta phải tìm cách cứu họ ra. Nhưng chúng ta có thể tìm được bố không? Tìm được, tới Trung học Nam Kinh tìm mợ. Trung học Nam Kinh ở đâu chứ? Hình như ở Sa Bình Bá. Sa Bình Bá ở đâu? Đừng ở miệng mà ra, chúng ta có thể đi hỏi. Ăn mau đi. Ăn xong chúng ta đi hỏi. Hai đứa trẻ anh muốn tìm chính là Lộ Dao và Mã Lực. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Các anh phải mau lên, phải tìm được bọn trẻ trước Thẩm Quân Di. Không ngờ hai đứa trẻ này thật sự là Lộ Dao và Mã Lực. Trước đây tôi từng nghi ngờ chúng. Còn nữa, tôi nghe nói Quân Di tới Trùng Khánh không chỉ vì tìm bọn trẻ, còn muốn khiếu nại tới Tổng hội, muốn đi cứu Phương Giám Minh. Cô ta làm việc dớ dẫn. Bây giờ quỹ viên trưởng tưởng đã dốc toàn sức với đảng Cộng sản. Cô ta tìm ai cũng vô dụng. Phương Giám Minh và Đổng Gia Tường không có chết, cũng phải ở trong tù cả đời. Cao Tự Tôn, anh phải ghi đại công cho tôi đấy. Được rồi, không quên cô được đâu. Tôi còn có một tin tốt muốn nói cho anh. Hôm qua tôi quen được với trưởng phòng của Bộ Tài chính. Anh ta đến trại trẻ mồ côi, vốn để cấp tiền và kiểm tra sổ sách. Cuốn sổ đó, cô qua nổi việc kiểm tra không? Kiểm tra sổ sách chẳng qua làm cho xong thôi. Tôi đưa cái này thì còn kiểm tra cái khỉ ấy. Tôi cũng nói chuyện của anh với anh ta rồi. Tôi nói anh là một người rất có tài, rất có năng lực, chỉ là luôn bị người ta đè ép. Anh ta lại nói có biết anh, biết chuyện của anh ta chịu đề bạt anh giúp cho anh đó. Vô dụng thôi.
Đám người này xấu lắm. Không có cái này, anh ta giúp cô được chắc. Cái đó thì chắc chắn phải có rồi. Tôi làm gì có tiền. Không phải cô nói trưởng phòng này tới cấp tiền cho trại trẻ mồ côi sao? Đúng thế. Hay là cô lấy khoản tiền này đưa cho tôi dùng. Tôi đưa tiền cho anh dùng. Vậy sao được? Bọn trẻ trại trẻ hết đồ ăn rồi. Cô quan tâm nhiều thế làm gì? Bây giờ trại trẻ mồ côi Phương Giám Minh ở trong nhà lao, Thẩm Quân Di cũng không có ở nhà. Cô lấy hết tiền cũng không ai biết. Cao Tự Tôn, thật sự tôi không dám. Nhỡ mai bọn trẻ chết đói, việc này tôi đi đâu? Không được, không được. Trương Kiều Vinh, cô thành người tốt từ bao giờ thế? Tôi vốn rất lương thiện mà. Thôi được rồi, cô rút còn ít tiền sao? Cô tham còn ít sao? Bây giờ diện chăm sóc càng loạn càng tốt, càng gặp chuyện càng tốt. Chỉ cần loạn xảy ra chuyện, đợi tương lai tôi quay về xử lý mới thể hiện được công lao của tôi. Để nào việc này cô còn không hiểu? Vậy được thôi. Vậy tôi lấy hết tiền được cấp lần này cho anh. Được rồi chứ? Vậy còn tạm được. Đúng rồi, còn một chuyện. Chuyện gì? Hồi đột phá dòng dây từ châu, Văn Hương thấy tôi bỏ trốn. Vậy sao anh biết? Chính miệng cô ta nói với tôi. Tại sao cô ta nói với anh chứ? Cô ta đến thăm Đổng Gia Tường, thấy cậu ta bị đánh thành ra như thế, đau lòng. Vì vậy nhắc tới chuyện này để ra điều kiện với tôi. Chỉ cần tôi không đánh Đổng Gia Tường, cô ta sẽ không nói ra chuyện này. Vậy anh phải bịt miệng cô ta vào. Nếu người ta phát hiện anh là đào binh, sau này không còn chuyện gì tốt nữa đâu. Vậy tôi bịt kiểu gì? Tôi cũng đâu thể giết cô ta. Giết thì thôi, cũng đâu tới mức như thế chứ. Chúng ta nghĩ thêm cách. Hay là tôi đi khuyên Văn Hương, bảo cô ta rời khỏi viện chăm sóc. Đây cũng là một cách hay. Chỉ cần Văn Hương rời khỏi viện chăm sóc, chuyện này coi như đã qua. Được, chuyện này giao cho cô làm. Được. Thẩm viện trưởng, bên ngoài gió lớn, vào trong đi. Đi thôi. Không sao, sắp tới rồi. Thẩm viện trưởng, hay tìm nơi nghỉ ngơi một lát trước. Đi làm việc trước đã, không kịp nữa rồi. Tốt quá rồi, tôi lập tức tới Trùng Khánh, tìm cách tìm được hai đứa bé đó, rồi lần theo đó tìm ra nội gián của Đảng Cộng sản. Viêm cục trưởng, lập tức cử hai người cho tôi. Được, chuyện này cần có báo cáo với Vương Trường Thắng, tiện giúp cậu hành động ở Trùng Khánh. Đừng vội nói với Vương Trường Thắng. Miếng thịt mỡ tới miệng, tôi không muốn để anh ta cướp trước. Vậy cậu làm được không? Sao? Viên cục trưởng nghi ngờ năng lực của tôi sao? Vậy thì không phải. Năng lực của Cao Đặc Phái Viên ai dám nghi ngờ chứ? Tôi đang nói là Trùng Khánh rộng lớn, sợ cậu không tìm được chúng. Phương Giám Minh cũng bị tôi bắt vào tù. Mấy tên nhóc con có thể có năng lực gì chứ? Vậy cũng phải. Viêm cục trưởng, chỉ cần anh giúp tôi, một khi tìm ra gián điệp Đảng Cộng sản, chúng ta lập được công lớn. Tới khi đó, công lao này chắc chắn sẽ có phần của anh. Được, vậy tôi ở đây sẵn sàng chờ lệnh. Cần tôi thì nói cho tôi.
Là bí thư, là quý tới rồi. Là bí thư, anh lui xuống trước đi. Vâng. Là bí thư, tôi tìm được cô rồi. Tình hình bây giờ vô cùng nghiêm trọng. Nói mau đi. Phương Giám Minh và Đổng Gia Tường bị cảnh sát bắt 5 ngày rồi. Cảnh sát dùng đủ mọi cực hình, hai người họ đều không khai. Chúng tôi biết chuyện này rồi. Tổ chức sẽ tìm cách mau chóng cứu họ. Tốt quá rồi bí thư La. Còn có một chuyện gấp nữa. Lộ Dao Mã Lực, hai đứa bé này đã chạy tới Trùng Khánh. Cái gì? Hai cậu bé tới Trùng Khánh làm gì? Nói là đi tìm bố, để bố chúng đi cứu Phương Giám Minh và Đổng Gia Tường. Hai đứa bé này, chúng làm vậy chẳng phải bằng với Lộ hết rồi sao? Đúng thế. Bây giờ Thẩm Quân Di cũng đã tới Trùng Khánh, một mặt đi tìm bọn trẻ, mặt khác muốn tìm tổng hội chăm sóc, liên lạc với các giới trong xã hội, cứu Phương Giám Minh và Đổng Gia Tường. Thẩm Quân Di dừng chân chỗ nào? Không rõ. Thế này, Lão Quý, anh về viện chăm sóc trước, an ủi mọi người. Tôi lập tức xuất phát tới Trùng Khánh, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm được Quân Di và bọn trẻ. Bí thư La, chuyện ở Trùng Khánh cô vất vả rồi. Yên tâm đi, anh đi trước đi. Được. Dân sinh dân quyền, đây, ăn đi. Cô Văn Hương, cái vỏ cây này còn khó ăn hơn rau dại, bọn em ăn không nổi nữa rồi. Cô biết vỏ cây rất là khó nuốt, nhưng bây giờ chúng ta thật sự hết đồ ăn rồi. Cây mít nhiều ăn chút để lót dạ, đợi sau khi Thẩm viện trưởng trở về chúng ta sẽ có đồ ăn. Ngoan. Khó ăn không quan trọng, ăn xong không đi vệ sinh được, sắp nhịn hết nổi rồi. Vậy cũng phải ăn, không ăn thì chết đói. Tôi nói cho các cậu một cách, biết cách này sẽ ăn được. Cách gì? Các cậu nhắm mắt lại, nghĩ tới đây là gà, đây là cá, đây là thịt kho. Vừa nghĩ vừa ăn, không phải như vậy sẽ ăn được sao? Được không đó? Không tin thì các cậu thử đi. Thịt kho, thịt kho. Ở đây có ai tên Văn Hương không? Tôi đây. Có thư của cô. Cảm ơn. Mẹ em ốm sao? Còn bảo em gửi 300 tệ. Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ? Bọn trẻ trong trại trẻ mồ côi, cũng đang vỏ cây, gặm rễ cây. Em làm gì còn tiền gửi về nữa? Nói cũng phải. Văn Hương, hay em về quê thăm mẹ đi. Mẹ em ốm tới vậy, em còn không về thì cũng bất hiếu quá. Nhưng bây giờ ở viện khó khăn như thế này, em đi được sao? Có gì không đi được? Không phải Trâu Trùng Phúc, An Phượng Kiệt đều đi rồi sao? Tình hình bây giờ của viện chăm sóc thật sự đã không có đãi ngộ gì. Vì sao em không thể đi? Nhưng bây giờ Tiểu Đồng vẫn đang ở trong tù, em vẫn đợi Tiểu Đồng sao? Cậu ta còn ra được sao? Đừng thấy Quân Di tới Trùng Khánh, cô ấy muốn cứu Tiểu Đồng vô dụng thôi. Chị nghe nói bây giờ ủy viên trưởng tưởng đang thanh trừng đảng, với đảng cộng sản bắt một người giết một người. Em nói xem Tiểu Đổng còn ra được sao? Em gái, đừng chờ nữa, về nhà thăm mẹ đi. Không phải trong thư mẹ em nói rồi sao? Sắp mù mắt rồi. Nhưng cho dù em về, em cũng không có tiền mang về. Viện chăm sóc đã mấy tháng rồi không phát tiền lương. Em đừng khóc. Vậy tìm cách giúp cho em vậy. Chị tìm cách giúp em sao? Chị tìm cách giúp em. Anh, trung học Nam Khai.
Anh đã nói có thể tìm được mà. Đi, chúng ta vào xem thử. Vào, vào được sao? Sao không cho vào? Đi, chúng ta vào trong. Này, tìm ai? Bác ơi, cháu tìm mợ cháu. Tìm mợ cháu. Mợ cháu là ai? Mợ cháu là mợ cháu thôi. Nói thừa, ý bác là mợ cháu làm việc ở đây sao? Cháu không biết. Mợ cháu là giáo viên ở đây sao? Cháu không biết. Vậy mợ cháu tên gì? Tạm thời giữ bí mật. Nhóc con này, tới gây loạn sao? Cháu phải vào trong, ra ngoài. Cháu phải vào trong. Cháu phải vào trong. Cho cháu vào. Cho cháu vào. Cao, cao. Cao gì mà cao? Em mau vào trong đi. Cao tự tôn. Lộ dao mã lực. Chú Cao nghe nói các cháu tới Trùng Khánh, sợ các cháu đi lạc, cố tình tới tìm các cháu. Đói rồi phải không? Đi. Chú Cao dẫn các cháu đi ăn lẩu. Lẩu Trùng Khánh ạ? Cháu thích ăn nhất luôn. Chúng ta đi đâu ăn ạ? Đi theo chú Cao nào. Chạy mau mã lực. Mã lực chạy mau. Mau đuổi theo. Dân. Mã lực chạy mau. Mã lực chạy mau. Tránh ra. Hai người kia ra tìm. Dân. Chạy đi đâu hả? Vội đi chết sao? Đụng đổ đồ của tao, phải đền tiền. Biết chưa? Đưa tiền đây. Thả tôi ra. Không thả. Đền tiền. Thả tôi ra. Không thả. Đưa tiền rồi nói. Thả ra. Khốn kiếp. Mày có súng thì mày giỏi. Ghê gớm đấy. Đặc phái viên Cao. Đặc phái viên Cao. Có tìm thấy không? Không thấy. Hai tên nhãi này xông vào trung học Nam Khai, chắc chắn tìm ai trong đó. Quay về trường canh chừng. Dân. Anh Cao Tự Tôn vừa nói ở trường chờ bắt chúng ta. Chúng ta đi nữa không? Không đi không được. Không đi thì không tìm được mợ. Không tìm được mợ thì không tìm được bố. Không tìm được bố thì không cứu được chú Phương và chú Đổng. Thì không phải uổng công tới Trùng Khánh rồi sao? Nhưng nếu để Cao Tự Tôn phát hiện ra mợ, sẽ tìm được bố. Tìm được bố, liệu có bị bắt lại không? Không được, chúng ta vẫn phải đi xem. Nhìn từ xa. Còn phải cẩn thận. Nếu thấy đám người của Cao Tự Tôn còn ở đó thì chuồn đi mau. Vậy được thôi. Đi. Văn Hương, chị Kiều Vinh, cuối cùng chị cũng tới rồi. Chị đi đâu thế? Không phải vì chuyện của em sao? Thế nào rồi chị Kiều Vinh? Đi, chúng ta vào quán trà nói chuyện. Đi. Chị Kiều Vinh, tình hình sao rồi? Tiểu Đổng sao rồi? Chị nói đi, chị Kiều Vinh. Hết cứu nổi rồi. Hết cứu nổi rồi là sao? Hết cứu nổi rồi là sao? Đã định ngày 22 tháng này tự bắn Phương Giáo Minh và Đổng ra tường. Sự bắn. Hôm nay là ngày 19, còn 3 ngày. Chỉ còn 3 ngày bọn họ sẽ đi gặp Diêm Dương. Không đâu. Văn Hương, em đừng khóc nữa. Em đừng nghĩ chuyện này nữa. Em nghĩ cho việc của em đi.
Văn Hương, em đừng khóc nữa. Em khóc làm trong lòng chị cũng khó chịu. Không đâu, chắc chắn có cách. Chắc chắn có cách cứu họ. Chị chuẩn bị cho em 300 tệ. Em mang về. Mang đi cho mẹ em khám bệnh. Chị lấy đâu ra nhiều tiền thế? Chỗ tiền này không phải là tiền của viện chăm sóc đó chứ. Văn Hương, sao em nhìn chị như thế chứ? Sao chị lấy tiền của viện chăm sóc được chứ? Em không có ý đó. Chỉ có điều viện chăm sóc đã rất lâu không phát tiền lương. Chỗ tiền này của chị. Văn Hương, đây là tiền chị ăn tiêu dè sẻn nhiều năm nay. Chị còn không nỡ tiêu. Chị thấy mẹ em ốm, chị mới lấy ra. Em xem, em còn nghĩ chị như thế. Không được chị Kiều Vinh. Đây là do chị vất vả gom góp. Em không thể nhận chỗ tiền này của chị. Chị hãy mang về đi. Văn Hương, nếu em không nhận chỗ tiền này thì em không coi chị là chị. Chị thực sự coi em là em gái. Mẹ em chính là mẹ chị. Em nói xem mẹ của em ốm, chị bỏ mặc được sao? Em không đi. Bây giờ viện chăm sóc khó khăn như thế. Tiểu Đổng còn chưa biết như thế nào. Em giờ không thể đi. Em không thể rời đi. Sao em cố chấp thế? Tiểu Đổng chắc chắn không qua nổi rồi. Viện chăm sóc cũng hết lương thực rồi. Em ở lại đây giờ chết đói sao? Em gái, mau cầm tiền về nhà khám bệnh cho mẹ. Sau đó tìm một người đàn ông mà lấy. Cô gái xinh đẹp như em, đàn ông thế nào mà không tìm được? Chị đừng nói nữa. Bây giờ Tiểu Đổng còn chưa rõ sống chết. Bất kể anh ấy sống hay chết, em cũng chờ anh ấy. Em sẽ không đi đâu. Em không đi đâu. Được thôi, chị không khuyên được em nữa. Em đó, đi hay không thì tùy. Em ở lại đây đi. Dù sao chị đi đây. Chị muốn đi. Không phải chị cũng muốn đi. Là bọn họ đều sắp đi rồi. Em nói xem viện chăm sóc lương không có. Mọi người đều sắp gặm vỏ cây, ăn rễ cỏ. Ai theo chịu tội chứ? Nhưng tại sao họ không thể chờ viện trưởng Thẩm về? Muốn đi, có số gì cũng phải nói với Thẩm viện trưởng một tiếng chứ. Chờ chị ấy quay về. Đi lúc này có đổi Thẩm viện trưởng như thế nào? Còn cả Tiểu Đổng và Phương đội trưởng, và cả bao nhiêu đứa trẻ như thế. Có gì mà có lỗi hay không chứ? Đổng Gia Tường và Phương Giám Minh 3 ngày nữa là gặp Diêm Dương rồi. Thẩm Dung Nhi cô ta nói tới Trùng Thánh cứu bọn họ. Cô ta đã làm gì? Cô ta chẳng làm gì. Bọn họ còn 3 ngày nữa là hành hình rồi. Không biết chừng cô ta chạy rồi. Nghĩ cách cái gì? Chẳng có cách gì. Không đâu, Thẩm viện trưởng không chạy đâu. Chắc chắn chị ấy sẽ quay về. Chị ấy sẽ về cứu Phương đội trưởng và Tiểu Đổng. Chị ấy không chạy đâu. Văn Hương, em nghĩ kỹ mà xem. Thẩm Quân Di vốn làm nghề gì? Người ta là phóng viên lớn đó. Cô ta kiếm được nhiều tiền không nói, người ta còn dễ dàng. Cô ta về đây làm gì? Ăn vỏ cây, gặm rễ cỏ sao? Cô ta dở hơi chắc. Ai mà muốn chịu tội chứ? Nếu Thẩm viện trưởng cũng không về, viện chăm sóc chúng ta thật sự sẽ phải giải tán. Giải tán, chắc chắn phải giải tán. Văn Hương, mau đi mua vé tàu về thăm mẹ của em đi. Mẹ em vẫn đang chờ em đó. Chỉ cần em quay về, chắc chắn mẹ của em sẽ không mù. Văn Hương, tiền chị để đó, em tự nghĩ đi.
giải tán rồi. Ông già, ông già, ông biết hả? Anh mới biết đó. Ông già, hai đứa trẻ buổi sáng tới tìm ai thế? Hỏi ông đó, ông đọc báo cái gì? Đây là trường học, coi trọng chữ lễ, hiểu chưa? Được, coi trọng chữ lễ. Cụ ông, làm phiền hỏi ông chút, hai đứa trẻ buổi sáng đến đây tìm ai thế? Tìm người nhà cậu bé. Người nhà cậu bé tên gì? Không biết. Người nhà cậu bé làm việc ở đây sao? Không biết. Ông chẳng biết gì cả. Hai đứa bé đó là tội phạm chúng tôi cần bắt. Ông đừng cố tình che giấu giúp chúng. Tội phạm sao? Bọn chúng còn là trẻ con. Tôi còn có việc. Anh ra ngoài. Ra ngoài. Ông lớn gan đó. Ông dám đuổi tôi. Ông biết tôi làm gì không? Biết. Bắt trẻ con. Ra ngoài. Đi. Thẩm viện trưởng, ngày mai chúng ta hãy tới gặp chị Từ. Cô cảm nặng thế này, phải nghỉ ngơi. Không được, chuyện này không kéo dài được nữa. Không phải họ nói chị Từ học ở trung học Nam Khai. Chúng ta đi tìm cô ấy. Nhưng cô chịu nổi không? Không sao. Tránh ra. Cút mau, tránh ra. Ở đây trông chừng kỹ cho tôi. Dừng. Viện trưởng, sao lại tới đây? Cuối cùng cũng tới rồi. Đặc phái viên Cao, Thẩm Quân Di. Chào chú, tôi là Thẩm Quân Di, ở phân viện chăm sóc thứ 7 của hội chăm sóc trẻ em thời chiến. Tôi muốn tìm chị Từ của tổng viện chăm sóc. Nghe nói chị ấy họp ở đây, có thể liên lạc giúp cho tôi không? Được, tôi gọi điện giúp cho cô. Cảm ơn chú. Cô tên gì? Thẩm Quân Di. Đám người cao điên đã vào trong. Dân. Được không ạ? À? Cô Thẩm chờ một lát. Chị Từ lập tức cử người tới đón cô. Cảm ơn chú. Kẻ bắt cóc trẻ con đó sao lại tới nữa? Thẩm viện trưởng, không ngờ em cũng tới Trùng Khánh. Anh cũng ở đây sao? Trùng hợp thật. Xem ra mục tiêu chúng ta giống nhau. Tới tìm Lộ Giao Mã Lực phải không? Đương nhiên không phải. Tôi đến thăm một người đồng nghiệp của tôi. Đồng nghiệp nào? Việc này anh không thể quản. Đương nhiên anh quản được. Nếu anh đoán không nhầm, em tới cứu Phương Giám Minh phải không? Nhưng anh nói cho em biết, em từ bỏ suy nghĩ này đi. Phương Giám Minh chết là cái chắc. Cao Tự Tôn,
Bây giờ thẩm viện trưởng đang bệnh rất nặng, anh đừng làm phiền cô ấy. Dạ vâng. Cô là cái thái gì? Tránh ra. Anh mới tránh ra đó. Tôi vẫn luôn rất tôn trọng cô. Cô đừng ép tôi ra tay với cô. Cao điên, tay bắt tôi này. Cao điên, tay bắt tôi này. Còn ngẩn ra làm gì? Đuổi theo mau. Dâng, chạy mau lộ dao. Chạy mau. Mẹ Thẩm, Mã Lực, hai con làm vậy rất là nguy hiểm. Lỡ bị bắt thì phải làm sao? Đúng đó, yên tâm đi, bọn họ không bắt được anh của con đâu. Bác sĩ Giả, mau đưa thằng bé về nhà nghỉ trước. Không được, nhóm Mai Cao tụ tôn quay về, cô cũng gặp nguy hiểm. Muốn đi thì cùng đi. Được, chờ tôi một lát. Nào, chú này, thật sự xin lỗi, tình hình khẩn cấp, tôi không chờ chị Từ được. Phiền chú giúp tôi một việc, đưa bức thư này cho chị Từ. Chú nói là ngày mai Thẩm Quân Di sẽ đích thân tới tổng hội chăm sóc gặp chị ấy. Được, quyết định tôi chuyển cho cô. Cảm ơn chú, yên tâm đi.